Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành công điện yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn quyết liệt triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã có công văn yêu cầu tiếp tục triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Để thấy rõ những kết quả mà ngành thuế Hưng Yên đã triển khai, những lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và cách tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn trong quá trình triển khai, mời quý vị theo dõi các nội dung trong tiểu mục Chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Trước tiên là những kết quả mà chúng tôi vừa ghi nhận. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là một hình thức mang lại rất nhiều lợi ích cho người nộp thuế, người mua hàng cũng như cơ quan thuế, như tăng cường quản lý doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích như giúp cho người bán hàng chủ động trong việc lập hóa đơn, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn, chủ động xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán và nhiều lợi ích khác. Tuy vậy, nhiều người dân cũng chưa thực sự hiểu được những lợi ích thiết thực từ giải pháp này nên còn nhiều cơ sở kinh doanh chưa sẵn sàng triển khai. Tại Hưng Yên, kết quả triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết năm 2023 mới đạt tỷ lệ 74,4% số cơ sở kinh doanh đã triển khai so với kế hoạch của Cục Thuế Hưng Yên xây dựng và đạt 53,4% số cơ sở kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa sử dụng hóa đơn. Cục Thuế tỉnh cũng đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực lập kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo đến hết năm 2024, đảm bảo phấn đấu hết quý 3 đạt 50% và tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024. Để làm được điều này, ngoài sự nỗ lực của ngành thuế và các bên liên quan, thì có lẽ yếu tố vô cùng quan trọng chính là sự đồng thuận của người dân. Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để trao đổi với tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa chị, là sau một thời gian triển khai thực hiện hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền thì đến nay kết quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra sao ạ? Kết quả triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 268 trên 360 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với 64.780 hóa đơn điện tử đã đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 74,4% so với kế hoạch đã đề ra. Vâng, trong quá trình triển khai như vậy thì gặp phải những cái khó khăn, thách thức như thế nào? Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bước đầu đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống do còn gặp một số những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Một là tâm lý không muốn áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của một số cơ sở kinh doanh. Đây là những cơ sở kinh doanh hiện đang chưa phản ánh đầy đủ các giao dịch kinh doanh để kê khai nộp thuế. Các cơ sở kinh doanh này đang muốn tách biệt giữa quá trình sử dụng máy tính tiền khi bán hàng với quá trình lập hóa đơn điện tử để không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế khi người mua hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn. Hai là bất cập về hạ tầng công nghệ. Các cơ sở kinh doanh chưa hoàn toàn đồng bộ với cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, người nộp thuế còn chưa thực sự hiểu rõ về mô hình tích hợp giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các nhà cung cấp hóa đơn điện tử, dẫn đến khó khăn trong việc lựa chọn mô hình và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp. Ba là vướng mắc từ đặc thù bán lẻ của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Mang tính chất kinh doanh không thường xuyên liên tục, các đơn vị này có thể ngừng hoạt động hoặc tạm nghỉ kinh doanh bất cứ lúc nào. Và những giải pháp để chúng ta tháo gỡ những khó khăn đó đã được triển khai là gì ạ? Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tuyên truyền rộng rãi về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Bên cạnh đó, cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận quản lý nhằm thực hiện rà soát, nắm bắt các nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến việc không sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để phối hợp, hỗ trợ, khắc phục nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên cũng đang rà soát thực tế tại địa bàn để lập danh sách các cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đối với các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề hoặc đang ngừng nghỉ kinh doanh, Cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo đúng thực tế để theo dõi, loại trừ khỏi diện triển khai, đảm bảo phù hợp quy định. Thưa chị, là hiện nay thì việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng đó là lấy hóa đơn sau mỗi lần mua hàng thì là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên thì không phải người tiêu dùng nào cũng làm được việc này. Vậy thì ngành thuế đã có những giải pháp như thế nào để góp phần thực hiện mục tiêu này ạ?
Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên liên tục 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ để thực hiện chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế. Cục Thuế phát động phong trào mỗi một cán bộ công chức là một người tiêu dùng văn minh, các cá nhân, gia đình thực hiện lấy hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nhằm lan tỏa chủ trương chính sách của chính phủ, đồng thời thông qua trải nghiệm thực tế để nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng trong công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Và để thúc đẩy việc triển khai hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đạt hiệu quả cao hơn nữa thì thời gian tới, ngành thuế Hưng Yên sẽ tập trung vào những giải pháp gì? Xác định chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã quyết liệt triển khai công điện số 01 CDTCT của Tổng cục Thuế đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó tập trung vào một số giải pháp như sau. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các quy định pháp lý, các thông tin liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh biết, hiểu và đồng thuận. Thực hiện rà soát, xác định và mở rộng danh sách các cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra kiểm tra đối với việc duy trì chấp hành của các cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Triển khai nhiệm vụ đến lãnh đạo các chi cục thuế khu vực, lãnh đạo các phòng ban, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ quản lý nhằm thực hiện hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tham mưu tới lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, xây dựng quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong công tác triển khai, tổ chức hội nghị tập huấn giữa người nộp thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để tuyên truyền về lợi ích cùng tháo gỡ khó khăn trong việc tích hợp liên kết giữa mô hình bán hàng với giải pháp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng như các chi phí lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ về kỹ thuật nhận diện thông tin người mua hàng nhằm tạo điều kiện cho việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được nhanh chóng, thuận lợi. Quyết liệt trong việc phối hợp với các cơ quan sở ban ngành, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, cấp ủy chính quyền các cấp để thực hiện chuyên đề, rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện xuất hóa đơn cho người mua hàng đúng quy định. Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian trao đổi với chương trình.